Đây là nơi sinh sống và học nghề của hàng chục người khuyết tật ở mọi lứa tuổi. Mỗi người một khiếm khuyết, nhưng họ đều sống chung trong mái ấm đầy ắp tình yêu thương. U là người rất là tuyệt vời. U là người rất tốt. U là chăm sóc mọi em như mẹ. Em cảm thấy U là người mẹ thứ hai của em ạ. Đó là những tình cảm chân thành, sự biết ơn của các bạn nhỏ khuyết tật dành cho một nhân vật đặc biệt với tên gọi thân thương U Hoa. Tôi là Đoàn Thị Hoa, tôi phụ trách ở trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa. Trung tâm đã thành lập là hiện nay là được 14 năm và đào tạo và cho các em ra trường khoảng trên 500 em. Thì ở trong trung tâm thì đào tạo cho các bạn là cái đầu tiên là kỹ năng sống, cái thứ hai để cho các bạn làm quen và cái thứ ba các bạn được học nghề, nuôi được bản thân mình. Không ai nghĩ rằng đây là sản phẩm thủ công của những người có khiếm khuyết. Những hộp giấy, thiệp giấy được hoàn thiện tỉ mỉ, bắt mắt. Với tấm lòng của người con Phật, U Hoa luôn tâm niệm làm sao có thể giúp đỡ nhiều hơn nữa những hoàn cảnh yếu thế trong xã hội. Tôi là năm nay 60 tuổi, thì tôi cũng theo Phật là gần đến năm. Thì đúng là ở trung tâm thì là cũng thờ Phật và cũng hồi hướng cho các em. Và hàng ngày thì tôi cứ buổi sáng là tôi cũng đọc chú Đại Bi và tôi cũng nguyện Phật để cho quốc thái dân an, để cho trung tâm các cháu là bớt đi cái bệnh tật, giúp cho người khác được là cái tâm của mình tự nhiên nó thấy thanh thản hơn, để cho mình được tĩnh tâm và giúp đỡ được nhiều người và để cuộc sống nó thanh bình. Có công việc ổn định, cuộc sống hạnh phúc cũng là niềm mong mỏi của U Hoa dành cho các bạn nhỏ sau khi trưởng thành từ trung tâm. Nơi đây đã thắp lên hy vọng để những vầng trăng khuyết vượt lên số phận, lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng và giá trị tích cực tới cộng đồng.